I love you too, baby. Thank you. Tuấn Anh xin kính chào quý vị và các anh chị. Vâng, thưa quý vị, trước khi Tuấn Anh được hân hạnh trình bày những bài hát để cống hiến quý vị trong đêm nay, xin được trân trọng gửi đến quý vị và các anh chị những lời chúc tốt lành nhất, hạnh phúc nhất, may mắn nhất và bình an nhất. Cùng một năm mới, phước, lộc, thọ, vẹn toàn. Và cũng nhân đây, xin dưới mái chùa này, xin được nguyện cầu ơn Tam Bảo, độ trì để chúng sinh thân tâm an lạc. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, thưa quý vị, Tuấn Anh nhận thấy ở đây có các bạn trẻ, các cháu. Xin được thay đổi không khí bằng một bài nhạc tình ngoại quốc rất dễ thương. I love you, you want me. Are you standing there about fell off my chair? When you move your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you try. Yeah.
Xin chân thành cảm tạ quý vị và các anh chị. Vâng, thưa quý vị, đêm nay quý vị có vui không ạ? Thưa quý vị, vui mà quý vị nói chuyện nhỏ quá, Tuấn Anh đứng trên sân khấu quá xa cho nên không nghe quý vị trả lời. Thưa quý vị thấy đêm nay chương trình và nghệ sĩ rất là hùng hậu, và đặc biệt là ban nhạc đánh rất hay, có phải không thưa quý vị? Xin quý vị và các anh chị một tràng pháo tay thật lớn cho ban nhạc The Fever. Và quả nhiên thưa quý vị, những tràng pháo tay của quý vị đã làm Tuấn Anh ấm lòng lại rất nhiều. Là bởi vì ở ngoài kia gió se se lạnh, làm cho chúng ta nhớ nhà lắm, có phải không thưa quý vị? Yes, ok. Vâng, thế thì quý vị phải cho hai tay vào nhau thật nồng, thật ấm và thật kêu nhé. Thì nãy giờ quý vị đã cho ban nhạc rồi. How about me? Xin cảm ơn quý vị. Quý vị ngoan quá. Thank you. Vâng. Thưa quý vị, một bài hát nữa Tuấn Anh xin được chân thành gửi đến quý vị và các anh chị. Một nhạc phẩm cũng rất dễ thương như bài hát vừa rồi. Thưa quý vị, lời tỏ tình dễ thương. Cảm ơn quý vị. Oh my God. Thank you. I'll give you a kiss, baby. Oh my God. Wow. Ooh, I like the way you walk, baby.
Yeah. Wow, thưa quý vị, tôi đang nhận được một bó hoa rất nhiều ý nghĩa và đượm nhiều màu sắc tươi đẹp như màu sắc của ngày xuân chúng ta đang đón chờ. Thưa quý vị, và đặc biệt không hiểu tại sao người này lại có thể hiểu ý thích của Tuấn Anh như thế. Bởi vì Tuấn Anh rất mê màu vàng. Bởi vì màu vàng là màu quý tộc và màu của sự trung thủy, nói ngược lại. Có phải không thưa quý vị? Vâng, thưa quý vị, xin thay mặt toàn thể anh chị em nghệ sĩ. Và bởi vì đêm nay là chúng ta làm, chúng ta hát, chúng ta nghe và chúng ta đều hướng về một mục đích cao cả, là xây dựng ngôi chùa để hoàn thành. Với mỗi trái tim của quý vị, với mỗi bàn tay của quý vị và mỗi hướng niệm của quý vị về những ý nghĩa cao đẹp nhất của ngày xuân, xin cho tất cả những chúng ta có mặt trong hội trường đêm nay một tràng pháo tay thật lớn. Xin cảm ơn quý vị. Wow, còn được bao đỏ nữa. Let me see. Oh my God. It's the double, triple. Wow. 4 times 0, 0. Wow, thank you. That's a lot. Can I put it in my heart? Ugh, that's cold, but it turns hot. Ugh. Say it again now. Cô này xinh quá mà nói nhỏ quá, Tuấn Anh không nghe. Cô nói gì? Úi dồi, lại xấu hổ kìa. Này, con gái nhà ai, số phone là mấy, địa chỉ bao nhiêu, báo ngay. Ok, một tí Tuấn Anh sẽ hỏi riêng đấy nhá. Vâng. Anh vui lòng anh ngồi anh khép chân lại hộ em. Em cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, đầu năm đầu tháng mà anh ngồi hàng đầu mà anh lại chiếu tướng kiểu này là không làm ăn gì được cả. Sao cơ ạ? Anh nói nhỏ quá. Ồ, thưa quý vị, anh ấy thắc mắc, anh hỏi chiếu tướng là cái gì? Thế thì anh nghĩ cả một quá trình của anh trong cái đời sống chúng ta sinh ra, lớn lên và bước ra ngoài xã hội, để chúng ta đụng chạm, chúng ta va chạm với thực tế, thì anh lấy cái gì để chiếu tướng? Tội nghiệp thưa quý vị, anh lắc đầu, anh bảo tôi không có cái gì hết trơn. Tội chưa? Này, nhớ để số phone lại nhá. Thưa quý vị, chắc có nhớ ở đây, quý vị có nhớ số phone Tuấn Anh đã có nhiều lần quý vị hỏi số phone của Tuấn Anh. 911 à, anh giỏi. Thưa quý vị, là bởi vì anh ấy nghĩ rằng anh ấy không có đủ sức, phải không? Thế cho nên đụng chạm giữa chiến trường, anh sẽ là người buông súng đầu hàng trước, cho nên chuẩn bị số phone 911 emergency. Vâng, thưa quý vị, tuy nhiên với những đời sống của chúng ta ở nơi đây, có những lúc nhọc nhằn, có những lúc cô đơn, có những lúc có nhiều tâm sự mà chúng ta không thể giải quyết với ai cả. Thế là khi quý vị cứ nghĩ là Tuấn Anh là một phần nhỏ của đời sống quý vị cảm thấy có điều gì tâm tư thắc mắc, xin cứ vui lòng gọi cho Tuấn Anh. Tuấn Anh sẵn sàng tiếp đón tiếp phone của quý vị. Số phone Tuấn Anh rất dễ nhớ, Tuấn Anh xin phép nhắc lại một lần nữa là 1-800 sung sướng. Nhớ nha. Úi dồi, cái cô bé này cô còn hỏi cái website là mấy nữa kìa. Còn dễ nữa, www.bigone.com. There you go, write it down. Ok. Này, sao hai người này có liên hệ gì với nhau, xong ngồi sát nhau mà mỗi người ôm một cục như thế kia? Hả? Hai anh em à? Thế là còn hai, một cậu bé này với cô bé kia là gì? Hai chị em à? Ồ, thế giỏi nha. Vâng. Ok. Vâng, thưa quý vị, bây giờ chắc có nhận Tuấn Anh xin mời quý vị và các anh chị, chúng ta cùng ngược dòng thời gian, trở về với quê hương, hít thở những không khí trong lành thân thương của nơi chốn chúng ta đã sinh ra, lớn lên và
bà đã hơn một lần lìa bỏ. Nơi đó có mái nhà tranh, có lũy tre làng, có dòng sông cũ và có bóng cô lái đò vẫn mãi mãi mong đợi một người quay trở lại trong thái bình, trong an vui vĩnh cửu. Mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Chiếc áo bà ba. Your thương.
cảm ơn quý vị và các anh chị. Cái gì ạ? À? Anh đến gần Tuấn Anh đi, anh nói nhỏ coi Tuấn Anh không nghe. Vâng, qua cơn mê hả? Thế chiều anh đã ăn gì chưa? Ăn rồi hả? Ăn rồi sao còn yếu thế? Là cần Tuấn Anh tiếp sức cho không? Tại vì nãy la quá, nghe anh hát hay quá, la quá cho nên bớt sức phải không? Tội chưa? Một tí nữa anh bồi dưỡng lại nhá. Vâng, ok. Vâng, à, thưa quý vị, ban nãy khi Tuấn Anh bước vào trong hậu trường thì có một anh, một chị đến đưa một cụ đến hỏi Tuấn Anh. Thưa quý vị, cụ bảo rằng cậu Tuấn Anh phải không? Thưa quý vị, Tuấn Anh mới thưa với cụ, dạ thưa vâng, dạ thưa cháu là Tuấn Anh ạ. À. Thế cụ mới bảo, tôi nay sắp trẻ nghỉ làm, đưa tôi đi nghe cậu hát. Mà già cả rồi hát tiếng Anh, tiếng Âu không hiểu. Mà nếu mà hát nhạc tình mất công, già nhớ lại chuyện tình của già 79 năm trước. Thành ra bây giờ già cả chỉ có nghe giọng cổ thôi. Thì kính thưa quý vị, thì cũng quả thật là thưa quý vị, vọng cổ không phải nghề của Tuấn Anh. Thế tuy nhiên thưa quý vị thương mến như thế này, thì chắc có nhẽ quý vị bảo Tuấn Anh nhảy vào lửa, Tuấn Anh cũng nhảy, có phải không ạ? Vâng, thế thì Tuấn Anh xin phép quý vị cũng không hẹp hòi để Tuấn Anh hát một câu vọng cổ tặng cho cụ từ đường xa đến, có được không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Thế thưa quý vị, sao Tuấn Anh thấy bên phải của Tân coi bộ không thích vọng cổ lắm cho nên không thấy vỗ tay? Đấy, dễ thương và đáng yêu vô cùng, đẹp như ngày xuân. Thưa quý vị, xin cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, Tuấn Anh có thưa với quý vị trước là không phải nghề Tuấn Anh cho nên câu hát có vụt về. Quý vị thương mến, thông cảm và tha thứ cho, có được không ạ? Thế là chả biết âm thanh hôm nay chắc là dở lắm cho nên ở phía đằng xa kia không ai nghe thấy gì cả, có phải không ạ? Sao Tuấn Anh không thấy quý vị vỗ tay từ phía đằng xa kia? Hay quá, quý vị dễ thương quá. Vâng, quý vị chuẩn bị nhá. Phải chết mày chưa? Phải, một là tôi để cho nàng ung dung đi vào con đường tôi lôi, hai là tôi sẽ giết nàng đi để xem con tim kia có mấy nẻo chung tình. Thú hồn hết rồi. Úi rồi lại còn mo nữa. Thôi mo thì một câu nữa thôi, tôi là quý vị ngủ hết đó nha. Một câu thôi nha. Bà ơi, nhỏ xíu mà làm lại nha. Thôi Tuấn Anh nói giống anh kia, chiều chưa ăn gì thành ra yếu xìu đó. Làm lại nha. Bà ơi, đúng vậy. Bà ơi, nếu tôi có chết đi nó sẽ biến thành con chim mồ để đêm đêm tôi hiện về đây tôi mổ nát cái con tim bà. Oh my god. Ok, à, vâng, thưa quý vị, Tuấn Anh có thắc mắc một điều. Tuấn Anh xin phép được hỏi quý vị là biết rằng ngôn ngữ Việt Nam rất phong phú, chúng ta có thể hình dung, chúng ta có thể diễn tả một câu chuyện, một cảnh trí bằng sự tưởng tượng. Nhưng mà thưa quý vị, ngôn ngữ thật là độc đáo. Và Tuấn Anh không hiểu tại sao cứ mỗi vị, và nhất là quý vị phái nam, cứ mỗi lần nghe thấy Tuấn Anh bảo chim là quý vị lại cười là như thế nào ạ? Đấy, lại tủm tỉm cười. Thắc mắc quá, tí nữa Tuấn Anh sẽ chặn đường hỏi riêng từng người nhá. Vâng, thưa quý vị, đêm nay Tuấn Anh trông thấy có những em nhỏ thật dễ thương, thật xinh xắn, thật ngoan, và em nào tươm tất gọn gàng, em nào
cũng dễ thương, cũng đáng yêu. Điều này chứng tỏ các em đã được sự quan tâm rất mật thiết, rất gần gũi của bậc làm cha mẹ. Thưa quý vị, nhắc đến công đức sinh thành mẹ, thanh âm đó dịu dàng như một lời ru, êm ả như một nốt nhạc, trong suốt như dòng suối mát, tha thiết như sông dài, mênh mông như biển cả. Mẹ, đó là tiếng kêu đầu tiên của bất cứ đứa trẻ nào trên mặt đất khi bắt đầu tập nói. Nó khai mở cho mọi ngôn từ, nó khơi nguồn cho mọi dung cảm, nó khởi sự cho mọi suy tư, và nó hình thành cho bao trầm tưởng. May mắn thay, cho những người còn có mẹ, được nghe mẹ nói, được thấy mẹ cười và được nâng niu chở che trong vòng tay chiều mến của mẹ. Mất mát thay, bất hạnh thay cho những người thiếu mẹ. Chúng ta đã mất đi tất cả, như mất đi hơi thở cần thiết của con người, như mất đi nhịp đập của trái tim, như mất đi sự luân chuyển tối cần của dòng huyết quản trong cơ thể. Đêm nay, ngày đầu xuân, xin quý vị cùng với Tuấn Anh, chúng ta nghiêng mình kính cẩn dâng tặng mẹ những đóa hồng thơm ngát rực rỡ nhất. Và cũng cùng Tuấn Anh, chúng ta cùng cúi đầu dành tặng mẹ những lời ca ngợi ngọt ngào, trang trọng nhất. Và thưa quý vị, xin hãy cùng chia sẻ với Tuấn Anh nỗi niềm qua bài hát Bông Hồng Cài Áo, một sáng tác bất tử của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ. Cho anh một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, vui sướng hơn nếu mai này mẹ hiền có mất đi. Như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, như đời thiếu ánh sao đêm. Mẹ là dòng suối siêu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là ánh sáng trên cao, là mắt sao, là ánh đuốc soi đêm khi lạc lối. Mẹ là đón mía ngọt ngào, mẹ là nải chuối buồn đau, là tiếng dê đêm thông, là mắt sáng trăng sao, là vốn liếng cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng mẹ ơi,
hãy cùng tôi vui sướng đi. Hãy cùng tôi vui sướng đi. Mẹ đứng lên để tất cả chúng con chiêm ngưỡng một hình ảnh, một biểu tượng của người mẹ Việt Nam đã tận tụy, hy sinh suốt đời vì con, vì cháu. Thưa quý vị, thưa mẹ quay lại để cho khán giả chiêm ngưỡng mẹ. Một bà mẹ Việt Nam hiền lành, tóc bạc phơ và vẫn mãi mãi vui vầy với con cháu. Thưa quý vị, có phải đây là một niềm hạnh phúc vô biên của đời sống chúng ta? Thưa quý vị, có phải không ạ? Xin cho một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả những bà mẹ Việt Nam. Con xin chúc mẹ an lành và mãi mãi nhiều sức khỏe để sống đời với con, với cháu. Con cảm ơn mẹ. Cảm ơn Thành hay Tuấn Anh gì không biết. Nhưng mà tôi cũng cảm ơn chúc tất cả Tuấn Anh và trong gia đình được một năm mới được khỏe mạnh và tất cả mọi sự theo ý muốn. Dạ. Dạ con cảm ơn mẹ. Vâng, dạ xin vâng, con cảm ơn mẹ. Con yêu mẹ quá. Vâng. À thưa mời mẹ ngồi. Dạ. Thank you.
Cảm ơn quý vị và các anh chị. Vâng, thưa quý vị, đêm nay chúng ta ngồi bên nhau, chúng ta cùng chia sẻ với nhau những nhọc nhằn cũng như những sướng vui của đời sống tha hương. Thấm thoát nhìn lại dòng thời gian đã hơn 30 năm. 30 năm lìa quê cha đất tổ, 30 năm biển xứ tha hương. Có những phút giây ngắn ngủi nào đó của cuộc sống lưu đầy hiện tại, chúng ta có còn cảm thấy một chút lòng đòi đoạn đớn đau về quê hương? Có bao giờ chúng ta cảm thấy đã phai nhạt những ân tình của nắng mưa quê cũ? Đất níu chân đi, gió cảm áo bay về, xa đất nước tưởng như rời cõi sống. Cõi sống Việt Nam, cõi sống của dân tộc, của bạn bè anh em và của mẹ Việt Nam. Mẹ những tưởng những đứa con của mẹ đã dần già quên mất gốc tích cội nguồn. Nhưng thưa mẹ, chúng con vẫn mãi mãi hãnh diện là những đứa con của mẹ, dù có ở bất cứ nơi nào trên quả đất này. Chúng con vẫn hằng kính yêu mẹ, yêu quê hương Việt Nam, yêu tiếng nói Việt Nam. Thưa mẹ, con là người Việt Nam, luôn lưu từ dòng máu điêu tàn. Thưa mẹ, con là người da vàng, màu da của kia lầm tha. Quê hương ta vùng vẫy ngang tàng, quê Sài Gòn, Hà Nội, những vết tích tang thương. Mẫu thân mùa hè đó lửa đại lộ kinh hoàng, con vẫn nhớ trong lòng con bất diệt. Rồi những ngày miền mài trong giấc ngủ say, 30 ngày ấy tháng từ xưa, lòng con nước lụt, trời mưa lũ, phố cũ tình xưa bó phủ nhang hoa. Có một ngày nào con sẽ xa, xa kinh thành hoa lệ hoang mà. Tràng tiền mấy nhịp con vẫn nhớ, thiên mụ bao tầng con chẳng quên. Sài Gòn đó từng con phố nhỏ, mỗi dặm đường hàng vạn dấu chân con. Nha Trang, Đà Nẵng, trời thơ mộng, nhưng chẳng bao giờ con dám quên. Giờ đây mỗi đứa con lạc loài mỗi nẻo, đứa Paris, đứa Cali, đứa đèo theo gió hút. Gặp nhau từng hàng lệ xót xa, buồn những câu chào đôi ba sinh ngữ. Bonjour, au revoir, hello, goodbye. Con ôm đầu chua xót đắng cay. Thưa mẹ, thưa mẹ, thưa mẹ, quê hương mình đã chết rồi. Mẹ ơi, mỗi dặm đường hàng vạn dấu chân con. Nha Trang, Đà Nẵng, trời thơ mộng, nhưng chẳng bao giờ con ra quê. Giờ đây mỗi đứa con
lạc loài mỗi nẻo. Đứa Houston, đứa England, đứa đèo theo gió hút. Gặp nhau từng hàng lệ xót xa, buông những câu chào đôi ba sinh ngữ. Bonjour, au revoir, hello, goodbye. Con ôm đầu chua xót đắng cay. Thưa mẹ, thưa mẹ, thưa mẹ, quê hương mình đã chết rồi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ Việt Nam ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ tuy nhiên không cầm được xúc động khi trình bày bài hát này. Quý vị thông cảm, thương mến và tha thứ cho có được không ạ? Xin cảm ơn quý vị và các anh chị. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa Tuấn Anh xin được chân thành cảm tạ lòng thương mến quý vị và các anh chị trong đêm nay. Nguyện cầu ơn trên ban phước cho chúng ta để mỗi một người Việt sống tha hương nơi hải ngoại có một đời sống bình an, may mắn, hạnh phúc và thương yêu nhau mãi mãi như chúng ta đã thương yêu nhau trong đêm nay. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào quý vị.